Wow, ở đây không khí sao mà nó mát mẻ quá nha quý anh chị. Đó, khu vực này toàn là nhà vườn không, toàn là view. Đó, ở trước mặt mình là có một cái sân banh, người ta đang chơi đá bóng nè buổi chiều. Đó. Thì hôm nay em muốn gửi đến quý anh chị cô chú một thửa đất mà nó tọa lạc tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Một thửa đất mà nó rất là rẻ luôn, giá này gọi là giá cho công nhân luôn nha quý anh chị. Đó, chỉ 240 triệu thôi, sở hữu một cái lô đất mà hơn 300 mét vuông và có phủ hồng toàn bộ. Đó, mà cách cái trung tâm xã Bình Giã là tầm khoảng chỉ một cây số thôi nha quý anh chị. Chỉ một cây số thôi là mình ra trung tâm xã luôn. Và thửa đất mình á, nó nằm sát cái trục đường này luôn. Trục đường này là trục đường đang lưu chuẩn bị lên nhựa nha quý anh chị. Nó nằm sát cái trục đường này luôn. Đó, thửa đất nằm trước mặt cái xe của chúng ta nha, trước mặt cái xe máy của chúng ta. Đó, thì quý anh chị vui lòng xem hết cái video này mà để tham khảo chi tiết hơn ha. Đây là thửa đất của mình nha quý anh chị. Thuộc địa chỉ là xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 322 m². Hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất trồng lúa nước còn lại. Và thời hạn sử dụng là thời hạn sử dụng đất đến ngày 15 tháng 10 năm 2063 nha quý anh chị. Và đây là đất trồng lúa nước nhưng mà có phủ hồng, nên quý anh chị có thể đăng ký lên thổ cư nha quý anh chị. Còn đây là thửa đất của mình trên bản đồ quy hoạch. Thì mình có ngang 7 và hai cú cạnh sâu về sau là 50 hết nha quý anh chị. Và hậu sâu của mình là 5m7, là gần 6m đó quý anh chị. Chỉ có 200 triệu thôi cho cái lô đất này nha. Đó, trên khu vực này đằng sau mình là vướng cái ao của nhà kế bên này. Thì đất của mình mở quy hoạch lên là có phủ hồng nha quý anh chị. Đó, phủ hồng có thể lên thổ cư được. Thì đây là nghe một cái ngã ba nha quý anh chị. Một cái ngã ba kia là trục đường nhựa đã hoàn thành rồi, còn đây là cái trục đường nhựa đang chuẩn bị làm. Thì thửa đất mình nó vào bên này. Đó, đi bộ thì khoảng tầm 10 mét thôi nha quý anh chị, 10 đến 15 mét gì đó. Đó, trước mặt bạn nè, tầm đấy thôi, tầm 15 mét thôi. Đây, cái đám keo này là cái thửa đất của chúng ta nha. Hiện tại đang trồng keo lá tràm. Đây là thửa đất của mình nha quý anh chị. Theo vị trí của trên bản đồ quy hoạch thì đây là ranh giới của mình nè. Ngay chỗ đây, đổ ngang qua. Thì cái ranh giới là chừng nào mình sở hữu mình mua thì chủ sẽ cắm ranh giới rõ ràng cho quý anh chị ha. Thì mình có ngang á, là 7m và sâu vào là 50m. Đó, và cái hậu sâu của mình là gần 6m nha quý anh chị, mình hơi bị tóp hậu chút thôi. Ranh giới chưa rõ ràng cho lắm ha. Xung quanh của mình nè, quá tuyệt vời luôn ha. Còn hướng của mình là hướng đông bắc nha quý anh chị, hướng của mình là hướng đông bắc. Thì con đường này là con đường cục thôi nha quý anh chị, tới cái xe đó là nó cục rồi. Chạy ra một đoạn nữa tầm khoảng 20 mét nữa là đường cục. Đó, đường này cũng rộng rãi lắm. Quý anh chị thấy ranh giới đường không? Đường này nó phải 8 mét, nó phải rộng 8 mét đó. Bây giờ mình ra đường chính đi, bởi vì cái lô đất thì nó cũng chả có gì để quay cả. Em thấy thật sự bất ngờ bởi vì lô đất này nó quá rẻ đi. Đây, trục đường này thì mình chạy về trung tâm xã Bình Giã, rồi chạy về thị trấn Ngãi Giao. Trục đường này mình chạy về đường Xuân Sơn Đá Bạc. Còn trục đường này mình cũng kết nối, nói chung là cũng ra mấy cái trục đường nông thôn khác nha quý anh chị. Khu vực chạy lên đây là rất là nhiều nhà ở trên phía trên khu vực trên này rồi. Còn điện đài internet á, thì dây điện nó kéo tới đây rồi nè. Mình có điện tới đây rồi. Dây điện tới đây rồi nha. Còn đây là đoạn flycam từ trên cao của chúng ta. Chúng ta nằm view giữa đồng ruộng luôn. Ở đây là không khí cực kỳ mát mẻ luôn nha quý anh chị. Hướng trước mặt mình á, là chị về hướng ngã 6 Đá Bạc, còn rẽ phan tay phải của màn hình là mình về
đường Bình Giã Đá Bạc nha quý anh chị, ra đó tầm khoảng 400m là mình đậu ngay công ty Cao Phát luôn á. Còn hướng lùi về sau này là mình về trung tâm xã Bình Giã và mình về thị trấn Ngã Giao nha quý anh chị. Đó. Trước mặt quý anh chị đó là thị trấn Ngã Giao nha. Mình cách tầm thị trấn Ngã Giao tầm khoảng 2 cây số thôi nha quý anh chị. Còn đây là vị trí thửa đất của mình trên bản đồ vệ tinh ha. Đấy, đây là trung tâm xã Bình Giã nè. Đây là vị trí thửa đất của mình. Đây, vị trí thửa đất của mình nằm ngay đây luôn, nằm giữa đồng ruộng luôn nha quý anh chị. Đây mình chạy ra hướng này thì mình về đường Bình Giã Đá Bạc, nói chung là đường mình thông hết nha. Ra thị trấn Ngã Giao mình tăng mất 1 cây máy đến 2 cây số thôi, còn ra trung tâm Bình Giã thì mình mất tầm khoảng 1 cây số thôi nha quý anh chị. Đó. Từ vị trí mình vào đất thì đất của mình bằng phẳng nha quý anh chị, rất là bằng phẳng so với đường. Thì hiện tại là đất trồng lúa nước á nha quý anh chị, trên sổ là đất trồng cái nước lúa nước nhưng có quy hoạch phủ hồng đó. Nên quý anh chị nào muốn sở hữu là phải đi đăng ký cái tờ xác nhận của địa phương nha quý anh chị, tờ xác nhận là canh tác đó, thì mới có thể sở hữu được cái lô đất này. Thì em xin nhắc lại về giá, thì chủ rao bán cái lô đất này với giá là 240 triệu thôi cho cái lô đất này. Cái lô đất này cũng như cái lô đất nền nha quý anh chị. Đó. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em nha. 0367054816 gặp em để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị ha. Và cuối cùng em xin kết thúc video tại đây. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại.